Tối ngày 15 tháng 2, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới. Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trong công tác kiểm định phương tiện phải thực hiện việc lập hồ sơ phương tiện và tiến hành kiểm định phương tiện theo đúng trình tự, cách thức và nội dung quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT, nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm tùy tiện từ chối thực hiện kiểm định không đúng quy định. Ví dụ như từ chối kiểm định đối với xe thiết kế chỉ có một đèn lùi, xe có dán đề can trang trí. Đối với trường hợp kiểm định không đạt, các đơn vị đăng kiểm phải có cảnh báo trên hệ thống quản lý kiểm định, lập thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng theo mẫu nêu tại phụ lục 8, ban hành kèm theo thông tư số 16/2021/TT-BGTVT để bàn giao cho chủ xe không tự ý chế bản hoặc viết tay không theo biểu mẫu này. Để ngăn chặn và phát hiện các trường hợp vi phạm, yêu cầu trong quá trình kiểm định phải rà soát và đối chiếu với cơ sở dữ liệu lưu trữ về xe cơ giới nhập khẩu, kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới cải tạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam để đảm bảo đúng với hồ sơ gốc nhằm loại bỏ hoàn toàn các lỗi sai khác về khối lượng bản thân, kết cấu của xe, kích thước thùng hàng, sàn thùng có bố trí con lăn của ô tô chở pallet. Trường hợp phát hiện có sự sai khác phải báo cáo về Cục Đăng kiểm Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật.